Kiểu như là em thấy thương hai em lắm, tại vì không có ai hiểu được hết á. Em thì em đã biết hai từ nhỏ rồi, em kiểu như em biết thôi, nhưng em chỉ giữ trong lòng thôi chứ em không có hỏi ra là hai có thích như vậy không. Rồi khi lớn lên thì hai mới nói là Hai thích con gái, nhưng mà lúc đó chỉ có mình em hiểu. còn mẹ thì kiểu như không chấp nhận được sự thật á, kiểu mẹ nghĩ là kiểu như một cái bệnh thôi, mong mẹ luôn hy vọng là hai sẽ hết. Em tên là Bùi Mộng Thùy, hiện tại em tên là Bùi Nhất Minh. Nhất Minh. Em sinh năm 93, quê em ở Bến Tre. Hiện tại em là barber, hở cắt tóc. Vậy là em là trans guy đúng không? Dạ đúng rồi, em là trans guy. Đây là em gái của em. Dạ em là em gái. Em tên là Bùi Hiền Mộng Ái. Em năm nay 19 tuổi. Em hiện ở Sài Gòn với hai. Bây giờ em đi học hay em làm việc gì rồi? Dạ vừa, em vừa đi học vừa đi làm. Thế thì về câu chuyện của em đi, làm sao mà để một cái người từ một người con gái mình chuyển sang một người trans guy như bây giờ, thì cái quá trình đấy nó dài không em? Từ nhỏ là em kiểu em thích chơi trò mạnh mạnh dạn á. Sau khi em phát triển lớn lên để đi học, rồi em có cái xu hướng là thích con gái hay để ý con Em gái. nhận ra là em thích con gái từ năm bao nhiêu tuổi? Em đi học mẫu giáo là em đã để ý con gái. Nhỏ tí xíu vậy thôi đó. Để ý thôi rồi có tìm cách để tấn công bạn gái đó không? Không, có nghĩa là em thích thôi. Em chỉ có là đi học rồi cảm giác lên, nhưng mà em thích chơi với con gái. Nhưng mà em chơi trò mạnh, ví dụ trò chơi á, thì em lại chơi với con trai. Trò chơi của con trai. Dạ đúng rồi. Nhưng mà thích thì thích chơi bạn Dạ, kiểu gái. thích bảo vệ con gái. Nhưng em nghĩ lúc đó chắc không phải là thích đâu, mà tại vì em muốn đi chơi với bạn gái. Có bao giờ em tự đặt ra cho mình câu hỏi là vì sao cái tính của mình thì con trai như vậy nhưng cái ngoại hình của mình thì con gái không? Có. Có lần em đi chợ với mẹ, mẹ em mới nói chỉ cho em thấy một cái người mà giống em á, ở quê người ta thường hay gọi là đồng tình luyến ái. Cái mẹ em mới bảo là em mới nói là sao cái người đó vậy. Cái mẹ mới nói là tại vì cái cô đó cổ thích con gái nên là cổ bị vậy á. Cái em suy nghĩ trong đầu đó là cái bệnh. Về em mới suy nghĩ, em mới nằm em suy nghĩ là chắc là em cũng bị bệnh giống cô đó. Tại em cũng thích con gái. Thì nó kéo dài đến năm em học lớp 6 thì bắt đầu em nhận thức từ 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 từ, em cảm giác được là em cũng vẫn còn trong suy nghĩ đó là bệnh và em sợ. Thì đến khi em học lớp 9 em tìm lý do kiểu như là để kể cho mẹ nghe là mẹ con thích vậy á, thì mẹ mới nói là không phải đâu, do là chơi với con gái nhiều quá rồi đâm ra mình mới thích vậy thôi. Thì mẹ mới nói cho em biết là hạn chế chơi với con gái lại. Thì em qua em chơi với con trai, em chơi đá banh, đánh banh Wow. rồi thôi. Rồi khi mà mẹ giải thích cho em vậy nhưng mà mẹ thấy em không thay đổi gì hết. Sau đấy mẹ có một cái động thái gì khác không em? Không, mẹ em kiểu như là cứ để tự nhiên, nhưng mà khi mà em bắt đầu học hết cấp 3, em đi Sài Gòn làm. Em lúc đó em đi học còn để tóc dài, đến khi em lên Sài Gòn thì em mới đi cắt tóc. Lúc em cắt tóc là em mười mấy tuổi? Em cắt tóc là em 19 tuổi. 19 tuổi mới cắt tóc. Là cắt ngắn như vậy luôn hả? Không, cắt tóc tém. Với dối mẹ là tại con đi làm trong nhà hàng á, Người ta bắt cắt tóc mà. nên con bị người ta bưng đồ á, cái đổ Đồ. đổ đổ nước lên, cái nước sốt đó, đổ lên trên đầu rồi dính không không ấy được. Kiểu cái mẹ mới nói là mà cắt ra thấy cũng được á, nhìn mặt cũng sáng ra. Nhưng mà em nghĩ là mẹ em đã theo dõi Chắc biết từ là nhỏ, là mẹ em đã để ý từ những cái mà em không thích hay là thích, thì em cũng hay gần gũi mẹ. Chị nghĩ là mẹ chắc cũng 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 Đã. cũng nghi đó. Cái lý do đấy là nó hoàn toàn vô lý luôn á. Đã. Đúng Nhưng rồi. mà mẹ Cái nước sốt nó đâu có làm cái gì đâu mà chứ phải cắt tóc. nhưng mà chỉ có em gái em là biết, có nghĩa là mọi thứ em sẽ kể cho em gái em nghe là bây giờ sao, bây giờ vậy sao. Em gái em mới nói là thì nói đại đi, nói là mình nói thì hay nói là hay thích con gái đi, có gì đâu. Xong rồi em bảo không được đâu, không được. Không dám nói với mẹ. Không dám nói với mẹ. Nhưng mà trong thời gian đó cũng em cũng không quen ai nha, chỉ có nghĩa là em thích thôi. Thì đến khi mà năm 21 tuổi thì em thích cái chị làm cùng cùng chỗ lớn hơn em 8 tuổi. Lúc đó là kiểu như là mọi thứ tình cảm á, khi em không biết sao nó hút đẩy á, em nói cho mẹ nghe. Thì em muốn nhắn một cái tin nhắn dài
để gửi cho mẹ. Nó xin lỗi mẹ vì con thích con gái như vậy á. Thì mẹ em mới cho em hai sự lựa chọn. Một là về liền với mẹ, hai là mệt. Thế là em bắt xe em về. Nhưng mà trước khi về em mới nói với bạn gái đó là đợi em. Thì bạn đó hứa đợi em thì em mới về. Về thì mẹ mới kêu chồng họ nội ngoại rồi lại kiểu như là khuyên em á. Không ai khuyên được em hết. Ai cãi lý rồi nói đủ thứ á, không ai nói được. Xong rồi tới mẹ. Mẹ cũng nói hết. Mẹ nói cho em nghe là thôi thì bây giờ con như vậy đi, nhưng mà đừng có yêu. Không cho yêu. Con bây giờ con muốn làm như vậy cũng được, nhưng mà con đừng có yêu. Bởi vì thứ nhất con yêu á, con là người như vậy, con chấp nhận con là người như vậy thì yêu con sẽ khổ, không có sướng. Mẹ nói vậy đó. Mẹ xách ba lô em á, quăng trước cửa nhà, gọi là cho em 3 ngày suy nghĩ. Một là ở lại để tìm một cái việc gì đó để đi làm, để đi học. Hai là đi, tại vì con vẫn là con của mẹ. Em tính toán, em suy nghĩ thôi bây giờ ở lại cho mẹ vui, tại vì trên đó là có người hứa với mình là sẽ đợi mình. Cái xong rồi mẹ em mới hướng cho em một cái nghề là cũng như muốn thay đổi em. Mẹ kêu em là thôi bây giờ đi học thể dục thẩm mỹ đi. Thế em lên trên mạng thì em tìm hiểu thể dục thẩm mỹ là phải mặc bikini. Thế em nói với mẹ là không được, cái này không được đâu mẹ ơi. Thế mà mẹ nói là được, con học đó xong con dạy con ra ngoài là con thay đồ khác rồi. Cái suy nghĩ chỉ có con đường này là mình trở lại Sài Gòn thôi. Thế mẹ em đi hỏi cái cô mà gần nhà em á, cổ dạy ở Sài Gòn. Thế là em cuốn gói đi lên đó. Chiều thì em đi học thể dục thẩm mỹ. Vẫn đi học thể dục thẩm mỹ à? Đúng, em vẫn mặc đồ vậy luôn. Vẫn mặc đồ vậy. Mỗi lần mà em đứng trước em không nghĩ em là em luôn. Em đi học xong cái em mới nói với em gái em là giờ cũng không biết sao nữa, thôi hai đi nha. Cái em bảo là trời ơi sao được, trời ơi mỗi lần nghĩ hai tới vậy chắc mắc cười dữ lắm. Em mỗi lần em đứng em tập á, em nhìn vô trong gương em nhìn thấy không phải em. Cái em đi về thì cứ đi học rồi đi học đi về em mới có tâm sự với cái cô dạy em á, con không phải vậy mà tại vì con thương mẹ con mới đi học như vậy. Cái cô đó mới nói là thôi bây giờ con thích học gì. Nó nói, con thích học tóc. Cô mới nói thôi bây giờ cô dối mẹ con là cô lấy cái tiền mà mẹ con đóng cho con đi học á, cô sẽ đưa cho con đi học. Nó nói là không, con muốn học con tự kiếm tiền con đi học. Cái xong rồi một lần nữa em nói với mẹ em biết là em không muốn học nữa. Thế mẹ em khóc nhảy tử lên, hỏi là thôi tôi muốn làm gì làm. Là cái bạn mà em quen á, thì trong thời gian đó là em vừa đi học vừa qua lại với bạn. Xong rồi em mới biết là bạn có người khác. Không có chờ em. Cũng có chờ, nhưng mà trong khoảng thời gian đó hai đứa qua lại. Xong rồi em đi học. Thế là bạn bây giờ có chồng luôn. Có nghĩa là quen cái xong cưới luôn á. Cái em đi học ở đó, cái cô giáo dạy ở đó đó. Rồi hai đứa em quen nhau. Nghĩa là cô giáo dạy thể dục thẩm mỹ ở đó. Rồi để ý em, xong rồi cái em chia tay, cái em lại tìm hiểu cái cô giáo đó. Cái cô em phát hiện, cô em nói là con đi làm thì con quen bé kia, và ở đây thì con quen bé này. Mẹ em mới nói là thôi bây giờ mẹ em cứ cắt á, là không cho em quen mà. Tìm mọi cách để không cho em quen. Cái sau rồi em nói với mẹ là thôi con không quen nữa. Cái nói dối vậy thôi nhưng vẫn lén qua lại để quen. Cái bạn đó lại quen người khác. Mẹ em nói với em một điều là chỉ cần em yêu thôi là em sẽ khổ. Em nói với mẹ như vậy nè, con không bao giờ mà để cho người khác bỏ con. Con chỉ có được bỏ người ta thôi. Là có em nói với cái kiểu như là cho mẹ có
con mẹ tin em á là yên tâm á. Mẹ tin em là tình yêu là có thật. Vô cuộc là sao người em suy nghĩ lại, em thấy là những cái gì đó em đến toàn là lừa dối. Lừa dối nhưng mà em vẫn chưa đi học nghề luôn. Em vẫn yêu nữa. Yêu nữa. Em yêu nữa. Giống như em bỏ cả một khoảng thời gian để em yêu. Em là nặng với tình yêu đó. Dạ, đúng rồi. Rồi em gái khi mà thấy anh trai của mình đó trải qua rất là nhiều những cái khó khăn khi mà đối mặt với bố mẹ hay là dòng họ các thứ thì em thấy như nào? Kiểu như là em thấy thương hai em lắm. Tại vì không có ai hiểu được hết á. Em thì em đã biết hai từ nhỏ rồi. Em kiểu như em biết thôi nhưng em chỉ giữ trong lòng thôi chứ em không có hỏi ra là hai có thích như vậy không. Rồi khi lớn lên thì hai mới nói là hai thích con gái. Nhưng mà lúc đó chỉ có mình em hiểu. Còn mẹ thì kiểu như không chấp nhận được sự thật á. Kiểu mẹ nghĩ là kiểu như một cái bệnh thôi. Mong mẹ luôn hy vọng là hai sẽ hết. Đến bây giờ mẹ vẫn nghĩ vậy hả? Bây giờ thì mẹ hết rồi. Mẹ chấp nhận được. Kiểu như là mẹ hiểu được á. Nên là mẹ thương hơn. Vậy cái lúc mà cái giai đoạn mà căng thẳng nhất ở trong gia đình của mình ấy, em còn nhớ lúc đó không? Dạ là lúc đó là hai Sài Gòn về. Mẹ kiểu như cũng như kêu mọi người lại á. Mẹ làm mọi cách hết. Nhưng mà hai cũng muốn đi thôi à. Hai không muốn ở nhà. Chung là mẹ làm mọi cách giữ hai lại nhưng mà không có được. Kiểu ở nhà nhiều người nói lắm, kiểu áp lực lắm. Mà lúc đó em cũng còn nhỏ, em cũng không có, em cũng không được nói gì nhiều hết, em chỉ giữ trong lòng thôi. Rồi bây giờ thì cái câu chuyện tình yêu của của em còn nó có gì khởi sắc hơn chưa? Vâng, lúc đó thì em tiếp tục quen nữa, em quen một bạn lâu nhất là 5 năm. Wow. 5 năm là lâu đó cưng. Đã, là bền rồi đó. Lúc đó là em bỏ công việc hiện tại, giống như là mất nhiều thời gian để em chấp nhận đi quen bạn. Em nghĩ là em sẽ có được một gia đình. Thì hãy để em cố gắng những cái khó khăn mà thiếu thốn đủ thứ hết. Nhưng mà mọi thứ nó không có không như mình muốn. Mình muốn. Lúc đó em chỉ suy nghĩ là chỉ cần mình thương, chỉ cần mình cố gắng mình vượt qua, không cần mình giàu, mình vẫn có đủ hạnh phúc. Lúc đó là ba mẹ hai bên đều biết hết. Hai đứa em cũng giống như là sẽ tiến tới. Thì mẹ em thương bạn lắm. Mà bên gia đình bạn đó cũng cực kỳ thương em luôn. Chị gái của bạn đó mới nói là thôi hai đứa coi sắp xếp coi được khi cưới. Sau đó thì mới đổ vỡ ra là bạn em ghen nhiều quá. Hai đứa em mà gây nhau quá nhiều. Em mới nói là thôi đi dừng lại. Thì lúc mà dừng lại thì bạn em càng làm nhiều hơn nữa. Em đang chạy xe mà bạn có thể bay xuống xe luôn. Nhảy xuống xe luôn hả cơ? Nhảy xuống xe luôn. Lại tiếp tục em kể cho mẹ nghe. Thì mẹ mới nói là mẹ biết ngay từ đầu là bạn em có tính như vậy. Nhưng mà vì em thương bạn em, nên nếu như giờ mẹ làm cho họ hai đứa xa nhau thì bạn đó sẽ làm gì đó tổn hại đến em. Đó, nên mẹ im lặng để cho hai đứa giải quyết. Thì em quyết định bỏ. Khi mà con tim nó đã ngừng đập, nó không còn yêu nữa. Dạ. Cái đó mình ép buộc, mình níu kéo cái vấn đề đó, thật sự nó rất là khờ dại. Lúc đó em nói với bạn em á, em nói là bây giờ em chỉ có việc sống tốt hơn thì anh mới hối hận thôi. Còn ngoài ra nếu mà em làm như vậy á, đúng rồi, thì anh sẽ cảm thấy là có lỗi với bản thân mình. Nhưng mà hoàn toàn không thể thay đổi được gì hết. Thì bạn đó cũng không nghe. Người ta nói là yêu là kiểu như làm cho người ta bị ngu si. Nhưng em nghĩ đó là tình cảm thật sự bạn đó dành cho em. Nên cái đó em không trách bạn được. Tại vì cái tình cảm đó bạn đó cực kỳ rất là thương em. Biết là thương em mà, nhưng mà làm như vậy là em là sợ hơn. Dạ đúng rồi. Rồi còn em gái khi mà biết được những cái chuyện khó khăn trong tình cảm của anh mình á, em thấy như thế nào? Dạ em thấy kiểu như em thấy thương. Tại vì em thấy là tình cảm như vậy nó khó quá. Không có cái nào mà nó bền vững được hết á. Anh có một câu hỏi thật sự dành cho em nhé. Sau những cái chuyện tan vỡ vừa qua,
Em rút được cái kinh nghiệm gì ở phía mình không? Có nghĩa là đừng hy sinh quá nhiều. Em hy sinh quá nhiều đó, em xin em không nghĩ cho bản thân mình. Ừ. Cũng không nghĩ cho cha mẹ của mình. À. Mình chỉ suy nghĩ một hướng là mình sẽ hạnh phúc. Mình sẽ làm cho người ta hạnh phúc. Em sống với tình yêu nhiều quá. Dạ. Ừ. Em làm cho họ hạnh phúc, em nghĩ là vậy. Nhưng mà khi mà em nhận ra được điều đó rồi, em nhắm là sau này em thay đổi đúng không? Tại vì đôi khi anh thấy cái đấy nó nằm ở bản chất. Bản chất nào không thay đổi được đâu. Không thay đổi được. Có nghĩa là thì đó em nhìn nhận ra được là cho dù mình có cố gắng mấy đi nữa mà mình không thứ không thuộc về mình. Mình không có nghề nghiệp, mình không có cái gì để dựng để lo được cho họ. Ừ. Thì họ cũng rời xa mình ha. Đúng, mà chỉ khi mình anh yêu em, anh có thể lo được cho em, nhưng mà thực tế mình không có được cái vật chất, không có được cái nghề nghiệp thì người ta cũng không có thể ở cạnh bên mình. Là sau cái cuộc tình đó là em bắt đầu chú tâm vào công việc hơn. Đúng. Tại vì lúc đó em nhớ đến một câu mà em nói: đi suốt cuộc đời này là con chỉ có con đường thẳng thôi. Người ta còn có thể cong, quẹo, rẽ, trái, phải được. Còn con là chỉ thẳng thôi. Người ta bỏ con rồi con đi thẳng nữa. Thế không em có suy nghĩ để ngoài. Đúng, em suy nghĩ là thôi bây giờ đi học nghề. Em quay trở về mẹ em nói: bây giờ con xin mẹ lần cuối cùng. Tại vì mẹ em không cho em học tóc nha. Mẹ nói là học tóc nam không có cái gì hết á. Học tóc nam là mấy mốt bây giờ về mở cái tiệm trước cửa có cây sơ ghi á, rồi cắt 20.000 cái. Người sống tới già, người ai coi. Về em mới cho mẹ hiểu là barber là gì. Và hiện tại cái ngành barber nó là như thế nào đó. Rồi mẹ em mới nghe em. Mẹ em bảo là ờ vậy hả? Xong rồi em nói là thôi bây giờ hồi xưa con bỏ 5 năm con đi làm công ty, con nuôi gái. Thế mà bây giờ mẹ cho 5 năm đó con được cái bảo hiểm. Thế bây giờ con lấy đó con đi học nghề. Chỉ cần mẹ tin tưởng con một lần cuối. Thế mẹ bảo là mẹ cho. Thế là em đi học nghề. Em học tóc ở đâu? Em học tóc ở Barber Shop Vũ Trí. Em học đó là trong năm nay luôn, là em ra nghề đi làm luôn. Là bây giờ em tự làm riêng hay là em đúng vẫn em làm cho sư phụ em luôn. Tại vì em cũng muốn làm ở Vũ Trí, giống như là em thích làm ở đó. Rồi cho anh hỏi em gái về cái quá trình mà anh mình phải thuyết phục mẹ trong tất cả những cái quá trình đã xảy ra đó. Anh muốn biết rõ hơn về cái quá trình đó. Khoảng thời gian đó là mấy dì em khuyên mẹ nói là hai em vậy á là kiểu như không phải là cái bệnh, là cái đó là cái con trong con người đã có sẵn rồi, nên là hiểu cho hai em cũng đừng có làm khó quá, tại vì hai em sống vậy cũng khổ lắm chứ không phải là sướng gì. Tại vì cái đó mình không có lựa chọn được á. Không chọn được. Đúng rồi. Xong rồi cái mẹ em cũng hiểu, với lại mẹ em cũng tìm hiểu trên mạng á, cũng hiểu ra là như thế nào. Rồi mẹ em mới thấy hai vậy thấy thương hơn nữa. Hai mẹ mới nói là thôi lỡ vậy rồi, con mình vậy mình đâu có sự lựa chọn nào khác nữa đâu. Nên là mẹ chấp nhận. Với lại hai dẫn bạn về á, mẹ cũng ai mẹ cũng chào đón á, cũng hết. Nên là từ từ mẹ cũng hiểu. Thì bây giờ hiện tại là mẹ vẫn ủng hộ hai thôi. Chỉ là cái khúc đầu là mẹ kiểu bị sốc quá, bị sốc tại vì không chấp nhận được. Rồi khi mà mẹ dẫn mình đi học tóc á, là mẹ dẫn mình đi luôn hay sao? Dạ đúng rồi. Em muốn, đó là lần đầu tiên em dẫn mẹ đi Sài Gòn. Em dẫn mẹ đi vô đó, giống như là em bắt đầu đi học mẫu giáo lại. Em dẫn mẹ vô đó cho mẹ gặp thầy, rồi cho mẹ đặt cái lòng tin ở em. Để em cố gắng em học. Thì đó, cái quá trình học dài không? Em học chỉ 6 tháng thôi. 6 tháng. Nhưng mà 5 tháng là em đã ra đi làm rồi. Từ hồi mà em sinh ra em lớn lên tới bây giờ luôn. Đó là lần đầu tiên em làm cho mẹ em vui mà mẹ em khóc luôn. Mà mẹ có nói vì sao mẹ vui đến mức đấy không? Có, mẹ nói em có nghề. Cho dù sau này không ai thương em nữa, không ai lo cho em nữa, thì em vẫn thì có, em cái nghề. Có cái nghề em sống. Có một lần mẹ nói với em là mẹ biết em từ khi mà em lên lớp 6 em bể giọng, em nói chuyện giống con trai. Là mẹ em giống như là đã theo dõi cả một cái quá trình của em luôn. Nhưng mà mẹ em vẫn muốn em thay đổi. Chứ mẹ em biết hết. Đâu có gì mà mẹ không biết đâu. Mẹ mà sinh ra mình mà sao không biết được. Mà gần gũi nó, mình gần gũi mẹ nó chị, nên rất là dễ biết mấy cái đó. Còn dự định trong tương lai của em như thế nào? Thì có thêm người yêu mới. Thì em cũng có quen, sau đó em quen bạn hiện tại bây giờ. Là trong khoảng thời gian mà em học tóc thì
hai đứa em quen nhau. À. Dạ. Thì em cũng dự định là cố gắng học, trao dồi kinh nghiệm nhiều hơn để có một barber riêng của mình. Rồi hai bạn quen nhau được lâu chưa? Hai đứa em quen nhau gần 2 năm. Mà mọi thứ tốt đẹp hết đúng không? Có nghĩa là tốt đẹp thôi, tình cảm em cũng hạn chế. Không giống như ngày xưa nữa. Dạ, giống như là em suy nghĩ thôi thì mình cứ thương đi. Rồi anh lo cuộc sống, rồi ổn định mọi thứ. Không hứa trước cái gì hết, là em làm thôi, chứ không hứa nữa. Cũng không có muốn làm tổn thương nữa. Rồi em gái có cái băn khoăn trăn trở gì về cái con đường sắp tới của anh Minh không? Em thấy hai hiện tại là có nghề nghiệp, em cũng vui. Em thấy là hai thích tóc từ đó tới giờ rồi, thì em nghĩ là cũng không có gì mà phải lo lắng. Em thấy hai làm tốt. Rồi chị Chi có lời chúc nào đến hai anh em không? Thay mặt chương trình thì chị chúc cho em sớm mở một cái tiệm riêng như cái ước mơ của em. Và chúc em sẽ hạnh phúc với lại cái người bạn hiện tại bây giờ. Và chị muốn làm một cái hạnh phúc lâu dài. Và nếu như mà có duyên thì năm sau chị sẽ mời hai em làm đám cưới cho cái lễ hội cưới của chị ha. Dạ, cảm ơn chị. Và chị sẽ tài trợ 100% cho mấy em. Dạ. Kết nối yêu thương đến tất cả mọi người. Và chia sẻ cái hạnh phúc của chị lan tỏa đến cộng đồng LGBT.